Siêu Chanel GT đời 2007 anh em. Máy ghim, im, chắc hơi, đi nhẹ, bốc. Quang sẽ chạy thử một vòng chiếc xe này cho anh em khảo nha. Chiếc này giá 4 mấy triệu, có bán trợ góp nha anh em. Hỗ trợ trợ góp cho anh em. Máy cực kỳ im luôn. Rồi, mình sẽ chạy một vòng nha. Mọi người không hú nha, phải lên chạy trực tiếp mới thấy được độ nhẹ xe này nha. Máy im gu mọi người. Chỗ này thoáng nè, Quang dừng chỗ này quay sơ sơ cho nên họ về quay chi tiết nha. Cả nhà xem video chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha mọi người. Hôm gầy cũng ít xe lên sóng quá, ốp toàn với xe cũ không anh em. Chiếc này mới về luôn nha, nhìn biển số rất mới nè mọi người. Đây 55564. Em gu à, chạy siêu sướng luôn. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt anh em đây là chiếc Siêu Chanel GT nha mọi người. GT đời 2007. Tình trạng xe là máy im, zin, chắc hơi. Đầu lòng là bao bích cho anh em nha. Xe đi cực kỳ nhẹ sướng luôn. Nhẹ mà cảm giác nhẹ tên, đúng nghĩa GT luôn nha mọi người. Anh em ở gần Quang có thể qua trực tiếp chạy thử nha. Còn ở xa thì Quang có ship xe nha anh em. Đây, đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em khảo. Mâm ghim theo xe 2.7 nha anh em. Cái mẫu GT thì nhìn nó thiết kế nó cứng cáp mọi người.
Cái bồ đẹp lắm nha. Mâm đẹp luôn nha mọi người. Không gầy, GT hơi khan hàng nha mọi người. Quan kiếm dữ lắm mới được chiếc này nha. Thôi qua sẽ nổ máy cho anh em nghe. Xe đẹp liền lạc, sáng xe lắm nha nè. Đặt lóc luôn. Đằng số xanh chanh. Ốc tán cũng đẹp nha mọi người. Ốc tán còn vàng. Ốc cua cắp nè. Ốc bột nè. Ốc sơn. Năm sản xuất 2007. Chiếc này Quang bán 4 mấy triệu nha. Anh em có yêu thích chiếc xe này thì liên hệ cho Quang nha. Chạy cực kỳ sướng luôn. Đi mấy dòng này thì cực kỳ giữ giá nè. Giữ giá bền dáng mà đi sướng nữa. Tem đẹp liền lạc. Quang quay chi tiết lắm nha. Mặc dù video thấy hơi dài như này. Cản sân rồi nè. Dàn tem đây nè. Nổ máy em nghe nha. Chắc kinh khủng luôn. Dòng 27, 26 chắc lắm nha nè. Hơi thước thước vậy mọi người. Ấm hỉnh nè, thôi. Rồi chừng lòng nè. Thôi quá. Đạp. Cái đạp cũng xanh chành như trang cần số luôn. Xe máy mình gung nha. Ốc tán điều xe em nha nè. Cò gấp là không một mọt đó. Ghé sát cho đầu lòng cho anh em nghe. Chỉ nghe tiếng cổ gió ngoe hút thôi nha nè. Sạch sẽ khô gáo. Yên vuông nha mọi người. Phục này chủ của phớt rồi nè. Mà đẹp. Mâm đúng đắt nha anh em, mâm 27. Cái máy. Thật
số là xanh chanh. Trong miền này nè, số nha, số vàng mới bấm nha nè. Đế 27, tháng 5 27. Mút da thai gòn mọi người. Da nó thai gòn nó cao, ngồi nó mềm. Mấy cái đó là phải chấp nhận nha nè, theo thời gian. Không thay thì về nó mềm, nó xẹp, lúng, mình cũng thay tốn tiền thôi. Thì chủ thay rồi mình khỏi thay, tốn tiền nha nè. Gù vô tay nè. Mấy cái nút công tắc. Đèn sáng vậy nè. Để hồi quan trọng một chồng cho anh em thông xảo nha. Cài nhẹ lắm. Chừng. Tung còn luôn mọi người. Đó, màu đẹp nha. Quang sẽ kết thúc video nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang nha. Chiếc này là Fuel Chanel GT đời 2007 nha mọi người. Giá 4 mấy triệu nha. Có trả góp luôn. Anh em có nhu cầu thì alo, Zalo kết bạn với Quang 0909 584 394 nha anh em. Địa chỉ tìm Quang. Cửa hàng xe máy Tân Tiến. Đối diện tòa án nhân quyền Tiểu Cần nha mọi người.